Rồi bây giờ nè, cái trò chơi là như sau. Mấy anh sẽ chọn trước, mấy anh sẽ chọn bi trước, trái trắng hoặc trái vàng. Rồi sau đó em quăng bi, em quăng bi, chứ bi nằm đâu, mấy anh nhiệm vụ lòn tay đánh. Ai đánh 3 điểm là có 5 xị, 5 điểm có con trai. Nhiều điểm nhất là lụm cây cơ với giả thịnh can. Rồi ok không anh? Ok không? Yeah. Đi tới đâu là có lúa tới đó. Rồi anh chơi đầu đúng không? Anh chơi đầu tiên không? Rồi anh tên gì? Anh tên Đức. Anh Đức, rồi anh Đức chọn bi nào? Bi vàng. Rồi anh em vỗ tay cho anh Đức cả nha. Ủa cái đúng ca sĩ chính là bước gà cái là khán giả vỗ tay. Trời. Rồi con Đức lầu tay nè. Ủa cái bụng này hơi bự, biết lầu sao trời. Lầu tay anh, lầu tay. Đúng rồi. Đó. Ủa cái tướng nhìn đã không? Rồi đừng có cười. Đừng có cười. Rồi. Trời ơi. Qua đang đi, qua đang đi. Rồi xin mời em áo trắng. Anh, em phải chịu anh tắt bút giúp em nhé. Em tên gì? Tên Hải. Rồi, mà sao đi Hải? Chọn bi nào Hải? Rồi, Hải bi trắng nha. Ok. Cố lên Hải ơi. Trái bi của anh Đức là quá ngon luôn. Mà anh bị cấm cái bụng. Rồi, và sau đây là tới em Hải nha. Anh em đang coi game show lầu tay quýnh liếp tại Kim Thái Bảo, Tân Nguyên. Một cú đánh A băng của em Hải. Không, có mà. Ôi trời ơi. Rồi xin mời tiếp theo. Rồi xin mời anh. Anh tên gì? Tên Sáu. Anh Sáu, nhưng mà anh đừng đi cơ Sáu nha. Ok. Anh bi nào anh? Bi trắng. Rồi anh Sáu bi trắng. Ok. Chú anh tắt thuốc giùm em, tại em đang live stream. Cảm ơn. Mọi người, em đang live stream, mọi người tắt thuốc giúp em nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, và sau đây là phần thi của anh Sáu. Đứng lên chỉnh luôn, Mỹ Long, đứng lên chỉnh luôn. Em cầm luôn cũng được. Để ngay giữa. Cổ lên Sáu ơi. Chị em đang cổ vũ Sáu ơi. Một pha cướp băng của anh Sáu không được. Rồi, rồi, xin mời em trai của em. Kiên đúng không? Rồi ok, em chọn bi nào? Bi trắng đúng không? Rồi ok. Mỗi người, mỗi người. Rồi cơ hội, cơ hội. Coi màn hình nữa không? Nói chung là nó hên xui. Chụp ngang không? Chụp ngang. Rồi bây giờ cho em kiếm đánh nha. Cơ hội, cơ hội. Một pha đánh hai băng của Biên không được. Rồi rồi xin mời quý vị tiếp theo. Rồi xin mời anh tên gì? Anh Sôn. Anh Sôn. Bi bi nào anh Sôn? Bi trắng. Rồi ok nha anh Sôn. Anh Sôn đang chơi game show. Bi trắng anh bi trắng á. Rồi chúng ta sẽ kèm. Trời ơi nhìn cái bụng này cũng vừa miệng. Một cú kéo của Sơn Cà. Rồi xin mời anh tên gì? Tấn. Và sau đây là Tấn. Bị vàng đúng không Tấn? Vẫn chưa có ai có điểm, vẫn chưa có ai có điểm. Rồi ok, cổ lên, cổ lên, cổ lên. Nói chung bài cái môn thì ra mấy ông mà cấn cái bụng thì khó chơi à. Rồi quá ngon rồi em trai ơi. Chúng ta sẽ cùng xem Tấn. Bị đây là quá ngon rồi. Có điểm vỗ tay nữa ơi. Hay 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 hay. Rồi gán gán lụm 2 điểm nữa có 5 xị em ơi. 2 điểm cho Tuấn ơi. Trời. Rồi xin mời em anh tên đi. Tên. Ok và đây là anh Tinh. Đó. Người chơi thứ 8 rồi nha. Anh đi vàng đúng không? Không phải phải. Rồi chưa chọn được. Bị nào bị nào. Quýnh trái vàng, rồi quýnh trái vàng, ok anh. Khán giả chúng ta đang xem game show lầu tay quýnh líp lụm lúa của Thịnh Kem nha. Rồi trái vàng, sau đây là anh Tình. Ở tử có bao nhiêu anh Tình ơi, lò ngon nè. Rồi, ba băng của anh Tình ơi. Trời ơi, phải, phải, phải. Rồi, chưa được, rồi, rồi xin mời thí sinh tiếp theo. Rồi xin mời bạn. Bạn tên gì? Cường. Cường và sau đây là Cường. Để tránh luôn Cường. Ok. Rồi hên xui, hên xui, hên xui. Đó, lòn tay mà nó gần gần gì là ngon rồi nè.
Có giò gà cho Cường không? Trời ơi quá ngon Cường ơi. Trời ơi quá ngon, quá thơm, quá thơm, quá thơm. Một pha đó cho. Cái này là giao hàng tận nơi luôn rồi. Rồi xin mời anh tên gì? Nhìn và xin là gì vậy? Trẻ vàng nha, nhận nha, ok. Hiện tại cao điểm nhất dù pha lưới vẫn là một điểm. Cái nào? Anh hỏi anh cái nào? Cái vàng, anh chọn cái vàng đó. Dạ. Anh chọn bi em mới quăng mà. Rồi chúng ta sẽ cùng xem anh Nhật có điểm cho anh Nhật không? Chúng tôi cố gắng hết sức. Rồi xin mời ở đây, xin mời áo trắng. Rồi xin mời, anh tên gì, em tên gì? Em Vũ. Vũ, và sau đây là Vũ. Người chơi thứ 11. Chúng ta có 20 người chơi nha, 20 người chơi nha. Rồi chưa chọn luôn hả? Rồi. Rồi người nào trắng gian? Cho chọn lại á. Trắng rồi, con trắng không? Ok em trai. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi áo vàng chuẩn bị nha, áo vàng chuẩn bị nha. Ok anh, ok anh. Rồi quá ngon em trai ơi, từ từ cũng cấn cái bụng nữa rồi. Động lực đi tập gym. Trời ơi quá đáng tiếc. Rồi xin mời bạn, bạn tên gì? Phúc. Và sau đây là Phúc. Dễ dàng, ok. Có người có một điểm mà nha. Nhiều gì một điểm tới cây cơ luôn. Rồi Tướng Vũ chuẩn bị nha Tướng Vũ. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Phúc. Phúc tướng này lòng tay là khỏi sợ mệt rồi. Tướng nhon quá à. Một pha đánh cúp băng của Phúc. Rồi không thành công. Rồi xin mời áo vàng đây. Anh tên gì? Công. Công, anh Công. Và sao đang công với nào anh? Rồi mình trả cái luôn, cái đông luôn, luôn. Rồi xong tới Tướng Vũ nha. Ê cái gì cũng bằng cái hả? Trời ơi. Giờ chơi chóc luôn. Anh đâu có dừng cái livestream nha. Ok. Và sau đây là anh Công. Một pha đánh A băng trời ơi sao mà trúng được Công. Rồi xin mời em Tướng Vũ. Ừ chơi thứ 13. Chạy chẳng đúng không em? Rồi vô nha. Đó. Không lẽ là một điểm mà lấy luôn cây cơ luôn á, lịch sử luôn. Rồi có dầu ga, có dầu ga. Ồ ngon 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 ngon. Nói chung dò gà nhưng mà mình phải quýnh, gọi là phải quýnh cho thật kỹ nha, thật kỹ lưỡng nha. Có điểm cho Tướng Vũ, quá hay em. Rồi lòng tay mát xê. Ông có thượng đi, đi đi ngon, đi đi ngon. Cổ lên em ơi. Lầu tay nha em trai. Rồi rồi coi chừng, thời gian 6 coi chừng, thời gian 6 coi chừng. Rồi chúng ta sẽ kiếm thêm cú đánh thứ hai. Một cú đánh một băng trời ơi. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Rồi xin mời, thí sinh rồi xin mời bạn. Bạn tên gì? Sơn và bi nào Sơn? Bi trắng, ok. Rồi người chơi thứ 14 Sơn. Rồi 15 chuẩn bị, 15 cánh bên đây, cánh bên đây. Rồi áo đỏ nha, áo đỏ chuẩn bị nha. Ok em từ từ, hold on. Bi trắng. Hiện tại chúng ta có 2 người đã đang đóng 1 điểm nha các bạn. Một pha đánh cung lê. Không được rồi, quá khó. Rồi xin mời áo đỏ. Em tên gì? Tân à. Tân, phụ này đi giao giao đồ ăn quá không? Nay nghỉ làm luôn hả? Hôm nay nghỉ làm đi chơi game show kiếm năm xị nghỉ 2 ngày. Đúng. Bây giờ em trai. Rồi, và sau đây là Tân. Nay em đã nói là nghỉ làm shipper ngày hôm qua bào game show của anh Thịnh. Được. Rồi ơi, quá ngon em trai ơi, hết lỗ lòn rồi. Nó tướng nhom nhom vậy là lòn ngon à. Một pha đánh ba băng trời ơi, không thành công rồi. Xin mời cánh bên đây, cánh bên đây. Rồi xin mời ông Chánh. Rồi bạn tên gì? Tú. Tú. Ok Tú có bị danh gì ngay giang hồ không Tú? Rồi sau đây là Tú. Người chơi thứ 15.
Trời, có mắt kiến thiệt rồi. Có mắt kiến không? Trời ơi, quá ngon. Quan trọng là lòn tay tới em nè. Thấy không, thấy không? Trời ơi, chưa biết lòn sao. Kỹ lưỡng nha em, kỹ lưỡng nha. Có điểm cho Tú. Hay, hay, bây giờ điểm thứ hai nè. Điểm thứ hai nè. Đó. Nhìn là thấy cũng ngon á, mà lỗ hơi bự. Rồi chúng ta sẽ cùng xem Tú đánh như thế nào. Một đánh một băng. Một pha đánh một băng, trời ơi nó thành ba băng luôn. Rồi, thế rồi. Ê, trời ơi. Không bàn mình không có bê luôn. Rồi xin mời Cánh ở đây, rồi xin mời anh. Dạ anh tên đi anh. Anh Thọ, anh Thọ, biết nào anh Thọ. Dễ dàng, rồi ok. Và sau đây là anh Thọ. Rồi, cố gắng, chúng ta đã có 3 người đánh được cơ 1. Giờ ai đánh cơ 3 là anh hết chắc luôn. Chơi cái anh Phú. Sao mà kéo không nổi? Trời ơi, quá khó, quá khó. Rồi, xin mời Cánh đây. Em sẽ được chơi, em chơi cuối yên tâm. Em với Phú Mạnh là chơi cuối thôi. Rồi, xin mời em chơi. Em tên gì? Đạt một phích à. Đạt một phích. Đục, tên ghê. Nó chưa hiểu luôn á. Tên nhau, ai bị nhầm. Dễ chẳng. Và sau đây là phần thi của em đạt một phích. Ồ, quá ngon rồi em ơi, nhớ lòng tay nha em. Đó. Bao cuốn rồi. Rồi xin mời anh. Anh tên gì anh? Anh Hiếu. Rồi chúng ta đến với người chơi 16 rồi nha. Bị vàng. Mình sẽ còn 17, 18, 19, 20 nữa gọi tên thôi nha các bạn nha. Rồi sau đó sẽ là hai người chơi là Tiến, em Tiến của mình với Phú Mạnh. Anh Hùng chủ quán chơi cái rồi anh Hùng. Chủ quán đi. Bóng pha đánh cướp băng không được rồi. Rồi xin mời bạn. Em tên gì? Em Sơn. Sơn, và sau đây Sơn người chơi thứ 17. Bị vàng luôn, cố lên Sơn. Sao có em gái mà muốn chơi hả? Kệ em gái là thưởng gấp đôi. Trời ơi quá ngon luôn Sơn ơi. Cố gắng lấy lúa chiều nhậu. Trời ơi, quá đáng tiếc em trai ơi, dò gà luôn đó trời. Rồi xin mời Cánh, xin mời anh. Anh tên gì? Em tên Nhân. Nhân, và sau đây là Nhân, người chơi chứ không phải. Ok, bị vàng. 18, 18, bên đây 18, 18, 18, 18, rồi xin mời anh. 18, ok, áo kem 18. Dò gà, dò gà, dò gà. Em biết quăng mắt kiến, em nói chi nữa anh. Có điểm không? Hay, 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 hay. Rồi ra tiếp cái gì đây? Con mấy gì đây? Thật ra là con mấy. Rồi ok, ngon, ngon. Ngon ha. Chúng ta sẽ cùng xem trái bi này. Bi này đối với mình là giò gà đó. Bọc phải đánh ra băng. Trời ơi, ngon. Trời ơi. Quá đáng tiếc. Rồi xin mời bạn. Người chơi thứ 18. Bạn tên gì? Quang. Quang. Rồi Quang, bi Quang. Bi ngon không à? Quá đáng tiếc. Rồi Quang. Ok. Có không? Có hàng cho Quang không? Rồi. Tình anh xa cách 3 giấc 3 mơ. Này, này là anh xin lỗi cho Quang. Cái này là nói với bạn trên mạng mà không có cố ý. Rồi bây giờ nè. Nè, em đúng trúng trái này thôi là được 5 xị. Đúng không? Đúng không em? Đúng trúng trái này thôi là cho 5 xị được rồi. Cố gắng nha. Rồi, ok, bị vàng anh ơi. Khó quýnh lắm. Rồi, trái bi là 5 xị nè. Một lần nè. Đây là mình xin lỗi thiệt. Rồi, xin mời, quýnh đây rồi, xin mời bạn. Tên gì? Không. Thông, rồi. Bi nào không? Bị chẳng. Người chơi thứ 18 không. 19. Rồi bên đây 19, ok. Rồi 20 em trai luôn nha. Rồi ok, đó mình có 20 người gọi tên rồi đó. Trời ơi quá ngon luôn. Quá ngon luôn.
một pha đánh trời ơi quá vậy. Mấy anh có thể thấy không, mình nhìn thấy nó dễ không, mà lúc mình lòm tay á là nó bị quẹo rồi. Rồi em tên gì? Đình Long. Long. Và sau đây là Long 19 nha. Đi nào Long, dễ dàng. Ok Long đó, quăng hên xui rồi. Rồi ra mắt kiến rồi, đá cái nữa nè, đá cái nữa nè, đó quả ngon luôn. Trời ơi này là có trách điểm rồi, giờ chỉ quýnh tài xỉu ba thôi à. Trời ơi cái gì vậy Long ơi, khoan đi, khoan từ 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 từ, trời ơi dọn gà không quýnh coi coi coi. Ồ cái này đã chơi chóc này, luôn này đi, có đôi ngày chơi chóc luôn rồi, không biết đồ gà biết bao lâu. Rồi ok em, chúc em may mắn. Cơ hội, cơ hội. Hay quá, thôi hay nha. Và bây giờ đây là Long Sĩ, Long Sĩ. Ai theo Sơn, ai theo em Long cầm sẵn vé trên tay, có Long Sĩ. Quá hay, quá hay, quá hên, quá hay, quá hên. Bởi vì giang hồ đó là khi trình độ của bằng 3 độ là vậy các bạn. 3 độ là gì cũng được hết á. Đây là trái bi năm sĩ nè. Một trái bi của ba nè. Thôi nha. Rồi, hai điểm nữa em, hai điểm nữa, tiếp một chai. Một chai là năm sĩ dắt dẹn ghệ đi nhậu, năm sĩ tiền khách sạn. Ồ, có nhiều miệng. Rồi ơi, anh em vừa coi một phần thi quá là hấp dẫn luôn. Bốn điểm, hay quá, hay quá, hay quá em ơi. Cơ hội, cơ hội, cơ hội, cơ hội. Kỹ lưỡng nha. Cái này là có một chai nè. Từ từ, từ từ, trái bi này cực kỳ tâm lý, cực kỳ tâm lý. Khoảng cách giữa năm sĩ và một chai chỉ có một viên bi thôi. Một pha đánh một băng trời. Quá đẹp đi, quá đẹp đi. Rồi bỏ vô. Vâng, xin chúc mừng cho Long đã ghi được 4 điểm, vỗ tay lên ơi, chào mừng thử. Yeah. Đi chơi có coi ngày chắc luôn. Rồi xin mời em chơi. Em thứ lên 10. Em sẽ là người gọi tên cuối cùng, sau đó tới em Tiến với Phú Mạnh. Em tên gì? Sơn. Sơn, Mỹ Đăng Sơn. Mỹ Giang, rồi cố lên Sơn. Chúng ta vừa coi phần thi quá là cảm xúc của em Long. Có thể nói là chơi chấp luôn, không có vào gà, cũng bao ăn về chúng luôn. Rồi, cố lên cưng. Một pha đánh dò ra có trời ơi đó. Bây giờ cứ thấy thầy siêu phẩm không? Cố lên, cố lên, cố lên em. Đúng rồi, lòng tay khó em. Game show mà nó phải có độ khó tê tê mới vui vậy. Có điểm thứ hai không? Không có rồi, cảm ơn em trai. Rồi bây giờ xin mời em Tiến và Phú Mạnh sẽ là hai người chơi cuối cùng. Tiến thế nào em? Bi trắng. Rồi, chúc Tiến may mắn nha. Ồ đây. Long ơi, bây giờ nhiệm vụ em đứng ngoài là em chù thôi. Húc 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 húc. Cái gì của mình là của mình đúng không? Của mình là không thể nào là của người khác này đúng không? Ok, good. Một pha kéo vào gà, có điểm, trời ơi. Nó quýnh cái giữ bi luôn, phải quýnh lòng tay mà giữ bi. Né cái, ok em. Ok, gán lụm năm sĩ chiều dẫn ghệ đi nhậu Tiến ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem pha đánh tiếp theo của Tiến. Trên top top vẫn mấy người. Hả? Ừ. Một pha kéo tiếp theo của Tiến, quá hay Tiến ơi, bỏ đá lại không? Hay, cơ hội cho Tiến. Ây da, anh thấy biển số xe của Long rồi. Cái này năm sĩ là thấy có chắc rồi đó. Có chắc năm sĩ rồi đó. Một pha kéo trên trời, trời, quá hay luôn. Ok, giờ có đi, có lối lên đây, có lối lên đây. Hay em trai, good, 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 good. Ok, bây giờ là điểm thứ tư, là ấy này là có sẵn rồi nè, quan trọng sau ra điểm thứ năm rồi nè. Chúng ta sẽ cùng xem. Ok,
không thấy nằm lên bàn của tôi đi chứ sửa soạn dữ vậy. Lấy con trai xong đi ma đi tí rồi sửa khớp lại hả? Rồi có điểm thứ tư thầy quá đen vỗ tay đó ơi. Yeah, vậy là Long với Tiến hai người đang 4 điểm và bây giờ là điểm số nè, điểm số cuối cùng nè, đánh được 5 điểm là có con trai nè, triển khai tiền bạc Long ơi. quên hay là thật hay là sẵn trai bỏ vô anh em nhớ nha, cái này là game show nha, không phải là cờ bạc nha. Trời ơi ơi luôn 4 điểm. Ủa chứ bị đẹp quá ha. Rồi chúc mừng em, lại đem vỗ tay cho em Tiến nha. Quá hay rồi, chúc mừng em có lúa anh năm sĩ. Rồi xin mời Phúc Anh trọng tài. Vì nào vậy? Vì chẳng đúng không? Rồi Phúc Anh là một đứa em trai fan cứng của Thịnh Kèn, lúc nào cũng có mặt trong các game show. Trời ơi, cái gì vậy? Rồi quá ngon em trai ơi. Cơ hội. Chúng ta thấy không? Đã có hai người 4 điểm rồi. Và bây giờ đến phần thi của em Phú Mạnh. Có điểm đầu tiên cho Phú Mạnh. Quá hay em. Rồi bây giờ điểm số tiếp theo. Rất nhẹ nhàng tình cảm. Đúng không con? Nhẹ nhàng tình cảm. Đã có 2 điểm cho Phú Mạnh. 2 pha xử lý rất là đơn giản. Năm sĩ dễ vậy sao? Rồi bây giờ có năm sĩ rồi nè. Quan trọng là sao ra được điểm thứ 5 nè. Ba điểm cho Phú Mạnh. Rồi quá hay. Và bây giờ điểm số thứ 4. Hên hay xuôi đây, cái vàng hên hay xuôi, trời ơi. Từ, gì phải kể nha, đã có 5 sĩ rồi đó. Cứ kỹ lưỡng, em là người chơi cuối cùng rồi, nên không cần phải mà vội. Phú Mạnh quyết định thực hiện cú đánh cu li đó. Đón được hay không? Quá hay, chơi cái bộ đá ghê thiệt. Đã có 4 điểm Phú Mạnh và bây giờ là điểm số cuối cùng. Nếu như Phú Mạnh ghi được 5 điểm sẽ là người giành chiến thắng trong game show ngày hôm nay và nhận phần thưởng một chai bỏ túi mang về, một chai cây cơm, một trái bi này thôi nè các bạn. Một pha đánh cú lê, yeah! Xin chúc mừng cho Phú Mạnh đã ghi được 5 điểm, nhận phần thưởng một chơi và cái công gia đình kế rồi. Trời, móc lộn tờ. Đây. Bỏ vô. Ôi, chúc mừng anh em vỗ tay Phú Mạnh nha. Rồi, quá hay. Một lòn tay mà đi cơ đông mà quá xuất sắc, chúc mừng em. Có phát biểu cảm nghĩ gì không? Đứng đứng đây. À, phát biểu cảm nghĩ rồi. Cùng quá, giờ luôn. Ok, Long Thịnh, xin cảm ơn anh em ngày hôm nay đã ghé qua Kim Thế Bảo cho Long cùng Thịnh nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, mà buổi em show rất là thành công. Năm mới em xin chúc cho mọi người cô chú chị đây một năm mới an khang thịnh vượng, giàu giàu sức khỏe. Tết này ai đánh bài ăn càng nhiều càng tốt nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.